Hai, xin chào chiều các bạn. Hôm nay là ngày 26 Tết, em mới về lô 86 Luna nữa. Mấy ngày nay anh nào mà alo em hỏi mà 86 Luna đó thì hôm nay có hàng rồi nha. Như là em về thêm vài cây 617 bán chơi. 617 là hàng thay vỏ nha anh chị. Men zin, màn hình zin thay vỏ mới. Thực ra em cũng bỏ bán cái màu vàng lâu rồi. Nhưng mà tại vì có nhiều anh người ta thích mua xài chơi vậy đó, nên em nhập về bán luôn. Tình trạng là men zin, màn hình zin thay vỏ mới đó, đây bộ vỏ mới nha đó. Nhưng mà bên em bán đặc biệt đôi pin zin nha anh chị, đây của pin zin nè đó, anh chị thấy pin zin nó có ba gân nè, thấy không nè, em quay thấy cái đường gân ba gân nè. Pin zin xài lâu lắm chứ không phải đưa pin linh kiện nha, đặc biệt 617 là phải xài pin zin mới được nha anh chị, chứ mà mua chỗ nào rẻ rẻ đưa pin lô sẵn được đâu, lỗi rồi mất công đi mua pin nữa. Cây này là em bán có pin zin, cục sạc zin đó, bỏ bằng bên. Còn 86 Luna thì là zin hết nguyên cây nhưng mà cái vỏ xi lại đây đó, vỏ mình xi lại nha, vỏ xi lại kính zin đó, mặt này bằng kính, này bằng kính zin. Sáu bảy này á, là có nhiều anh chị mà làm công việc làm banh làm đề á, đi kiếm như mua nhiều cho nên người ta thích màu vàng, tại vì trong làm ăn người ta thích mua màu vàng để phong thủy gì đó, mà nó có ghi âm cuộc gọi nữa đó, cho nên là mấy này có nhiều khách quay hay em hỏi 67 màu gold, em nói không có bán nhưng mà mấy ảnh cũng nói là kệ nhập gì anh mua liên tục, ok em về em bán luôn đó, là vậy là vậy. Và nói trước là 67 mà xài thời gian á thời lâu á mà anh chị là mồ hôi tay nhiều quá nó sẽ bị thâm kia thâm đen nha, bị thâm thâm á nha, nói trước đó, anh chị nào thấy được thì cứ lấy, còn mà sợ thâm thì tính sao mua màu màu khác, màu trắng hay màu đen gì đó, màu bạc nhám gì đó, nhưng mà những cái màu đó giá cao nha, những cái màu đó thì zin thì 2 triệu mấy một cây, còn mấy cái máy này là em vô pin zin sạc zin có bán có 1 triệu mấy thôi đó, đó. Chuông rất là lớn nha anh chị, con này chuông lớn. Này lộn tiền ra. Đó. Cài game gọi đơn giản vô cài đặt. Đó. Phím tắt, đó thấy không? Chọn đây. Chọn phím di chuyển đi nè, đó bấm vô. Bây giờ mình muốn chọn bấm qua, bấm lên, bấm xuống nào mà phím ghi âm thì chọn theo em bấm xuống đi. Nè. Thấy không? Bấm xuống, bấm chọn đổi nè. Đó, giờ kiếm chữ ghi âm nè, máy ghi âm nè, đó. Đó, khi nào anh chị mà gọi là gọi cho ai là cứ bấm xuống là nó ghi âm. Bấm xuống là ghi âm. Tại này không có sim nên em không thử được chứ, cứ chỉnh theo em vậy thôi nha. Rồi, ok. Anh nào mua thì cứ liên hệ bên em. Em bán không nghỉ Tết nha, em bán đến giao thừa cũng bán, mùng 1 cũng bán luôn. Tại nhà em ở đây, em không có về quê. Rồi, ok. Cảm ơn chị xe tiếp nha.